Nam TV. Hôm nay Tân An được nghỉ học cho nên là bố dẫn Tân An và em Khóc xuống siêu thị chơi. Gặp ngay cái bể cá Tân An rất là thích các bạn ạ. Đây là con cua hoàng đế rất là to các bạn này. Còn đằng kia là con tôm hùm Alaska, to khổng lồ luôn. Đây là bể cá này thì Tân An xem suốt rồi, không có gì đặc biệt cả. Bây giờ bố dẫn Tân An đi chơi trò chơi lính cứu hỏa Tân An nhé. Tân An đang ngồi trong phòng đào tạo về kiến thức cứu hỏa. Để tính là Tân An còn là lính cứu hỏa các bạn nhé. Thế là các bạn nhỏ vừa được đào tạo về kiến thức nghiệp vụ cứu hỏa và bây giờ các bạn đã sẵn sàng đi chữa cháy. Tân An chào các bạn nào. Bây giờ các bạn lính cứu hỏa nhí sẽ lên xe để đến hiện trường vụ cháy và chúng ta sẽ theo dõi là các bạn ấy sẽ đi đâu và làm gì nữa nhé. Rồi, xe cứu hỏa đã lăn bánh để đến hiện trường vụ cháy. Chúc các chú lính cứu hỏa nhí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nha và đảm bảo an toàn tuyệt đối nha. Rồi, các bạn lính cứu hỏa nhí của chúng ta đã đến nơi xảy ra vụ cháy và bây giờ các bạn ấy sẽ chuẩn bị đồ đạc và phương tiện để dập tắt đám cháy. Quá wow, cháy to quá các bạn ạ. Các vòi nước chữa cháy đã hoạt động và nước phun rất là mạnh về phía khách sạn. Các tủ nước cứu hỏa và các cái vòi phun đang hoạt động hết công suất để dập tắt đám cháy nhanh nhất có thể. Đấy, Tân An đang rất là cố gắng và các bạn nữa. Và sau những cái nỗ lực cố gắng của các chú lính cứu hỏa thì đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Thế là đám cháy được dập tắt xong rồi. Các chú lính cứu hỏa nhí của chúng ta sẽ về sở cứu hỏa để nghỉ ngơi. Đầu tiên là Tân An phải trang điểm một tí xíu. Chúng ta cùng lại gặp hai nàng công chúa Ấn Độ xinh đẹp, Tân An và Vân Nhi. Màn trình diễn của Tân An và Vân Nhi đã kết thúc và hai bạn biểu diễn rất là tốt. Bây giờ bố và Tân An đang đứng xem cô làm kẹo bông gòn và hai bố con sẽ mua một cái để ăn thử các bạn nhé.
bạn hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Hẹn gặp lại các bạn.